Vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, thông tin về việc giải cứu thành công bốn đứa trẻ người Colombia sống sót sau 40 ngày trong rừng Amazon đã thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông toàn cầu. Các nhà chức trách cho rằng, những kỹ năng sinh tồn mà các em đã học từ khi còn ở nhà đã giúp Leslie, 13 tuổi, Soleil, 9 tuổi, Tanorin, 4 tuổi, và Christine, 11 tháng tuổi, có thể sống sót một cách kỳ diệu trong môi trường khắc nghiệt của rừng rậm già. Sau khi được giải cứu trong tình trạng thiếu nước và suy kiệt, Bốn đứa trẻ ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện quân đội ở Bogota, Colombia để kiểm tra và phục hồi sức khỏe. Gần đây, những bức ảnh chụp cận cảnh bốn em bé trong bệnh viện đã được công bố, cho thấy tình trạng hiện tại của các em. Trong những bức ảnh này, Leslie, Soleil, Tanorin và Christine đều được thấy nằm nghỉ trên giường bệnh và có những chú thú bông ở bên cạnh. So với khi mới tìm thấy, sức khỏe của các em đang dần được cải thiện và hồi phục nhanh chóng, ngoài ra những đứa trẻ đã cùng nhau vẽ tranh để tặng cho lực lượng cứu hộ đã giải cứu các em. Leslie và Soleil đã vẽ những bức tranh cảm động để biểu tượng hóa sự biết ơn đối với chú chó Wilson, người được cho là đã đóng góp lớn trong việc tìm thấy các em. Bức tranh của Leslie miêu tả chú chó Wilson đứng bên một con sông đầy cá, một cái cây, vài bông hoa và ánh sáng mặt trời trên con đường. Trong khi đó, bức tranh của Soleil cho thấy Wilson đứng gần một cái cây một bông hoa và mặt trời tỏa sáng với quốc kỳ Colombia và thông điệp luôn may mắn. Thêm vào đó, những chi tiết mới và căng thẳng về cuộc phiêu lưu đầy thử thách của các em đã được ông Narciso Mukuti tiết lộ vào ngày 13 tháng 6 vừa qua. Ông cho biết sau khi mẹ của Leslie qua đời, cô bé đã nhìn thấy đôi chân bé nhỏ của em gái 11 tháng tuổi. Khi đó, Leslie nhanh chóng kéo em gái ra ngoài và mở chiếc túi của mẹ, lấy một số quần áo, xé chúng ra và bắt đầu băng bó vết thương cho các em nhờ có túi bột sắn cả bốn đứa trẻ đã ở lại trên máy bay trong bốn ngày để chờ đợi sự cứu giúp sau khi không nhận được bất kỳ tín hiệu nào trong bốn ngày đó các em bắt đầu rời khỏi máy bay để đi tìm thức ăn với thời gian những đứa trẻ đã để lại dấu vết và nghỉ ngơi ở các điểm dừng để phòng tránh ai đó tìm kiếm phương pháp này đã hiệu quả hiện tại các em sẽ tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện những thông tin chi tiết liên quan đến sự việc cũng sẽ được công bố dần trong quá trình các em phục hồi